nên trái đất và muôn vật, ai đã tạo nên bầu trời và biển khơi, ai đã dựng nên con người là ai? Ngài là Đức Chúa Trời, đấng tự hữu và hằng hữu muôn đời. Ngài là Alpha và Omega, đấng hiện có, đã có và còn đến. Jehovah ơi, Ngài thật tốt lành thay với con. Ngài có chức vô cùng và còn đến đời đời. Ngài là đấng cai trị trên tất cả mọi hoàn cảnh đời sống con. Jehovah ơi, Ngài thật tốt lành thay với con. Ngài là đấng toàn tại, Ngài ở khắp mọi nơi. Ngài là đấng cai trị trên tất cả mọi hoàn cảnh đời sống con. Ngài là đấng trên thập tự giá, ai đã cho ta sạch tội là ai? Ai yêu ta hơn cả bản thân mình? Ai an ủi ta những lúc ta buồn? Ai ban cho ta mọi điều là ai? Đấng hiện có, đã có và còn đến. Jehovah ơi, Ngài thật tốt lành thay với con. Ngài có chức vô cùng và còn đến đời đời. Ngài là đấng cai trị trên tất cả mọi hoàn cảnh đời sống con. Mọi hoàn cảnh.